Trong 2 ngày 11 và 12 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép 28 bánh heroin tại Hưng Yên vào cuối năm 2017 với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên, khoảng cuối tháng 9 năm 2017, Bùi Thị Tình, sinh năm 1971 ở xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên, đã mua của Trương Thị Thanh, sinh năm 1969 ở bản Trung Dũng, xã Trường Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, 20 bánh heroin với tổng trọng lượng 7.099,4 gam để bán cho Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1960 ở tỉnh Hà Giang. Sau đó, Tình đã thuê Đào Thị Phượng, sinh năm 1973 và Lương Thị Thu, sinh năm 1984, đều ở xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên, với giá 50 triệu đồng để lên nhà Thanh mang 20 bánh heroin về Hưng Yên bán cho Bình thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Mở rộng điều tra ngày 29 tháng 10 năm 2017, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục bắt quả tang Trương Thị Thanh đang vận chuyển 8 bánh heroin có tổng trọng lượng 2.880,98 gam về Hưng Yên để tiêu thụ. Trong vụ án này, Trương Thị Thanh là người trực tiếp bán 20 bánh heroin cho Tình và mua 8 bánh heroin về Hưng Yên với mục đích để bán nên chịu trách nhiệm với tổng số 28 bánh heroin có tổng trọng lượng 9.980,38 gam. Bùi Thị Tình và Nguyễn Thanh Bình là người trực tiếp thực hiện việc mua bán 20 bánh heroin. Lương Thị Thu và Đào Thị Phượng là người giúp sức tích cực cho Tình, Thanh trong việc mua bán 20 bánh heroin. Các bị can Tình, Bình, Thu, Phượng phải chịu trách nhiệm đối với hành vi mua bán trái phép 20 bánh heroin. Căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt 5 bị cáo Thanh, Tình, Bình, Thu, Phượng với mức án cao nhất là tử hình và buộc các bị cáo phải nộp tiền phạt là từ 180 triệu đến 350 triệu đồng.